Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay á, là mình có hai con nái chuẩn bị sanh nữa các bạn. Tối nay khả năng là hai con này là nó sanh cùng một lượt với nhau nha. Toàn bộ hai con này là heo tơ nha các bạn. Đây là heo ba máu nha. Bên đây cũng là heo tơ, heo ba máu. Các bạn nhìn cái bụng của nó, các bạn đón xem với mình xôi heo này là được bao nhiêu con nha. Đây, khi mà nó nằm xuống thì các bạn mới so sánh được. Thì một tí nữa mình sẽ quay nó nằm cho các bạn xem nha. Cái con này á các bạn là nó đã có sữa nhiều rồi á, mà mình không thấy nó cắn ổ, nó chỉ nằm thôi. Còn con này á là mình thấy sữa nó ít, nhưng mà nó cắn ổ từ chiều tới giờ rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay mình kiểm tra sữa nó cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình, xem hai con này á nó đẻ được bao nhiêu nha. Heo mình là mình nuôi nái ít thôi, nhưng mà hiếm có hai con mà nó đẻ cùng một ngày lắm. Bây giờ mình sẽ quay mình kiểm tra sữa nó cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ xem hết clip của mình, nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn theo dõi clip của mình. Đây là con nái đầu tiên nữa bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái sữa con nái đầu tiên cho các bạn xem nha. Xem nó có búng xịt sữa gì hay không nha. Đó, sữa nó búng thề tia nha các bạn. Đó, đây là con nái đầu tiên nha. Con nái này thì mình đánh giá thì cái bụng nó cũng được các bạn. Mình có thể đón con này là dao động là khoảng 10 đến 12 con nha. Đây là con tơ ba máu nha. Rồi cái con bên đây á thì mình đánh giá là cái bụng nó hơi nhỏ hơn xíu. Mình đón nó dao động là từ 8 đến 10 con thôi. Thì con này là mình cái bụng nó mình không đánh giá cao nha. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra sữa nó cho các bạn xem nha. Đó, nó có sữa nha các bạn. Đó, nó có sữa mà nó chưa bắn thành tia. Con này chắc khoảng một tiếng nữa mới sanh quá. Còn con này thì mình nghĩ là nó sẽ sanh sớm hơn nè. Mình thấy nó có một cái nước dịch nè, nhưng mà nó chỉ mới ra ít thôi các bạn. Rồi mình theo dõi nó một tí xíu coi xem sao nha. Khi mà nó sanh á thì mình sẽ quay cho các bạn xem hai con này nha. Đây mình chuẩn bị đèn ống với sọt rồi xong hết rồi nè. Bên đây, đây là những con heo đẻ trước của mình nè. Bữa nay nó to mập lắm các bạn. Đây, bầy nào cũng to tròn mập hết. Bầy bên đây cũng to tròn mập luôn. Đây là con heo bông nè các bạn. Con heo thứ hai nè. Mình tạm gọi nó là con heo thứ hai nha. Mình phát hiện là nó bể nước ối, nó ra phân su nè các bạn. Còn bên đây bắt đầu từ bên đây qua thì mình sẽ đếm là số 1 nha. Con đây thì tạm thời mình gọi là con số 2 nha. Các bạn thấy dịch của con heo nó nhiễu xuống không? Nếu mà trường hợp mà con heo nó chưa có đẻ mà nó bể nước ối rồi á, mà nó khó chịu thì mình sẽ xoa bụng nó để cho nó nằm xuống, để cho nó nhanh đẻ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xoa bụng cho các bạn xem thử nha. Nó nằm ngửa như vậy là chưa được cho các bạn. Nó phải nằm ngửa một tí nữa. Để một tí nữa nó tự sẽ điều chỉnh. Nó đau bụng nó sẽ tự cái giò nó sẽ duỗi thẳng ra. Và nó điều chỉnh xuống tí nữa. Hai con này nè các bạn. Nó đẻ sớm trước 2 ngày nha các bạn. Đáng lẽ là ngày 22 thì hai con này mới tới ngày đẻ nha. Mà hôm nay là ngày 20 thôi. Nó đẻ rồi. Là hai con này nó đẻ sớm 2 ngày. Con này nó đang chuẩn bị nó gần đẻ nè các bạn. Con heo mình nãy giờ nó bể nước ối khoảng 20 phút nha các bạn. Mà nó chưa chịu đẻ nữa thì bây giờ mình sẽ can thiệp mình thăm dò thử nha. Heo mình đẻ quá to luôn các bạn ơi. Ở đây là hai con nè, hai con nó bị ngộp nè. Một con bông đó là con đầu tiên, con ngộp này là con thứ hai luôn nha. Đây, ở trong đây là con thứ ba với con thứ tư nè. Cái con bông đó các bạn, con bông mình trắng bông á, là mình móc là muốn không ra luôn đó các bạn.
Thì ở đây là con thứ năm bắt đầu là nó sanh ra nè, mình mới cứu sống nó nè, nó muốn ngọt luôn các bạn. Rồi bây giờ mình để mình theo dõi cái con này thêm nha. Ở bên đây thì hai con to quá trời to luôn, móc muốn không ra luôn. Bầy heo của mình hiện tại là được 5 con nè các bạn ơi. Đây, trong đây là 5 con nha, với hai con ngọt là được 7 con rồi. Toàn bộ là móc hết nha các bạn. Con heo này xương chậu rất là hẹp luôn nha. Thì một tí nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ can thiệp để cho các bạn xem móc con heo ra nữa nha. Đây, heo mình nó mới đẻ ra một con là nó bị khô rồi các bạn. Đây là con heo khô nha mình. Con này nó cắn ổ từ chiều tới giờ mà nó chưa đẻ nè các bạn, không biết tối nay nó có đẻ hay không nữa, là nãy giờ nó nằm nó ngủ khì luôn. Còn con bên đây thì xương chậu quá hẹp luôn, nãy giờ mình móc chỉ có một con là đẻ ra mà tự nhiên thôi, còn bao nhiêu là mình móc hết nha. Ở trong đây là được 6 con nè, 5 con là mình đã móc rồi. Ở đây nè các bạn, có một con nó bị giật, nó bị coi giật gung gung nữa các bạn. Con này thì mình đem ra mình nhỏ ăn móc bột thử coi nó có cải thiện được cái gì không nha. Tại vì bây giờ nó quá nhỏ mình không chích được cái gì hết. Nếu mà những con gung gung giật giật đó, nó lớn đó, thì mình chích vào lo dép được. Còn con này thì mình chích không được, mình nhỏ ăn móc bột thử coi xem có nó có tác dụng hay không nha. Mình đã cho nó uống ăn móc bột rồi các bạn. Các bạn lưu ý nha, nếu mà heo các bạn mà đẻ ra nguyên một đàn mà nó giật giật gì nữa các bạn, hoặc nó đi giống như nhảy nhạc vậy đó, thì khả năng là bị giả dại nha. Khi mà tách bầy đó xong á, nếu mà con nào còn sống á, tách bầy xong á, thì các bạn nên làm vaccine giả dại ngừa cho nái mang thai nha. Những cái con giật giật giống gì nữa các bạn, hoặc là giống như nguyên một bầy đẻ ra nó giống như nhảy nhạc, nó giật 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 vậy đó các bạn, là khả năng là bị giả dại nha. Các bạn nên làm vaccine ngừa mang thai, ngừa trên nái mang thai. Bây giờ thì mình kiểm tra tiếp coi con nào sắp ra nha các bạn ơi. Hiện tại là được 6 con nha. Tới mình kiểm tra con thứ 7 coi sao nha. Cái con thứ 7 này là con bị khô thai nữa nha các bạn ơi. Đây là con nái thứ nhất nè các bạn, mà đầu hôm nó cắn ổ dữ lắm luôn mà nó nằm nó ngủ, tới bây giờ gần 1 giờ mấy rồi nó mới bể nước ói nha. Mình đợi từ đầu hôm tới giờ mà tới bây giờ nó bể nước ói, nó mới chuẩn bị sanh nè các bạn. Không biết con này nó đẻ được bao nhiêu con nữa nè. Cái bụng nó mình thấy hơi nhỏ nha. Thì con này mình đoán là dao động là từ 8 đến 10 con nha các bạn. Các bạn đoán thử xem con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Con này là con ba máu, con heo tơ nha. Con nái này đẻ được một con nha các bạn ơi, mà con to lắm các bạn, phải móc mới ra đó các bạn ơi. Đây, nó đẻ được một con rồi nha. Đây, con nó rất là to luôn. Mình đoán 8 đến 10 con mà không biết nó được 8 đến 10 con không nữa nè. Con nó to quá. Còn cái con bên đây thì được 6 con rồi, có một con thì mình móc chưa ra nha, mình để cho nó tự gặn tự đẻ. Bây giờ là mình móc nó không ra luôn đó, nãy giờ mình móc cả tiếng mấy hồ mà nó không ra luôn, nó quá to luôn. Đây, trong đây còn 6 con nè các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là buổi sáng ngày 21 tây nha. Đêm hôm con này 2 giờ mấy nó mới sanh các bạn. Mệt quá là mình không làm video. Nên cái con này nè mình xử lý từ lúc 9 giờ tới sáng nay mình xử lý chưa được luôn các bạn. Hiện tại là xương chậu nó rất là hẹp luôn, con của nó rất là to luôn, là mình móc không ra luôn nha. Con này thì mình đang kêu lái mình sẽ lội nó. Hiện tại bây giờ á là nó được 6 con, 6 con ở đây nha. Với hồi đêm hôm á là nó có 2 con ngợp,
và hai con khâu thai là nó 10 con. Hiện tại là mình biết nó kẹt một con nữa là 11 con. Có thể là nó còn vài con trong đó nữa các bạn. Còn bên đây á, bầy bên đây 2 giờ mấy nó mới đẻ, là khoảng gần 5 giờ mấy, 5 giờ rưỡi nó mới xong. Bầy bên đây hiện tại là heo sống là được 8 con và heo khâu thai nửa cổ tay là 1 con, với phần cổ tay của mình là 1 con nữa là 2 con. Như con này nó đẻ được 10 con nha các bạn, mà sống được 8 con nha. Còn con bên đây á, có thể là 12 đến 14 con á. Hiện tại là nó khô 2 con, nó ngọt 2 con. Với đây 6 con, nó là 10 con. Với mình biết là kẹt ở chỗ này 1 con nè. Nó kẹt ở chỗ này 1 con nè các bạn. Con bự lắm. Mình móc không ra luôn á, mình xử lý không được luôn. Mình mới kêu lái mình bán nha. Rồi là mình biết đó là 11 con, nhưng mà ở trong đó nó còn nữa. Tại vì cái con này á, là cái bụng nó to hơn con này lắm. Hồi đầu video mình quay cho các bạn xem đó. Cái bụng con này nè, nó to hơn. Rồi hai con heo này giống như là quệ vốn các bạn ơi. Nuôi mà cho ăn đầy đủ và chích vaccine đầy đủ là hai con heo này chi phí là quệ vốn nha. Rồi các bạn thấy cái video của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì có cái gì thì hay hay á thì cho các bạn áp dụng á thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì hiện tại là con này một tí nữa thì mình sẽ loại, là cái con bên đây nó sẽ nuôi 13 con nha các bạn. Có một con gung gung á, hồi đêm hôm nó gung nhiều lắm, bây giờ nó giật giật ít rồi nha, nó đỡ hơn đêm hôm rồi, giờ nó đi được rồi, còn hồi đêm hôm á là nó chỉ sụt lui thôi. Con bên đây mình sẽ cho nó nuôi 13 con và mình sẽ tập cho nó uống sữa giống như mấy bầy bên đây nha. Đây mấy bầy bên đây nè, bự hết rồi, to hết rồi. Sáng nay mình không có để cắm sữa, mình để cắm khô cho nó ăn luôn, mà nó ăn cũng vẫn được nha. Sáng mình để đây 2 nắm, chắc nó ăn khoảng chừng hơn nửa nắm thôi. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Đêm hôm mình xử lý cái con này khó quá các bạn, nên mình không có quay video. Các bạn thông cảm nha. Những con sau thì mình sẽ tranh thủ mình quay video cho các bạn xem tham khảo. Heo này đòi đẻ ra to, con to lắm, 8 con mà con to lắm. Đó. Lúc đẻ xong lúc 5 rưỡi sáng. Bây giờ là 8 giờ sáng nè. Bầy bên đây cũng to luôn các bạn. Bầy bên đây khoảng chừng 10 giờ mấy là đẻ ra mấy con này rồi. Nhưng mà mấy con kẹt á là mình móc không ra luôn, mình thua nó luôn. Xương chậu nó quá hẹp, với con nó thì quá to luôn. Con nó to, chắc mình nghĩ là chắc nó to hơn con bò đó xíu đó. Bên đây á thì cái bầy heo thịt của mình sáng chưa dội chuồng, con nào cũng nấy như con trâu nữa. Nó quậy. Đây là bầy chắc khoảng chừng 6 đến 70kg của mình. Trung bình chắc 60-70kg. Đây là buổi chiều nè các bạn. Buổi chiều của hai con hồi hôm nó xanh nè. Bữa nay mình cũng để sữa xuống mình tập cho nó uống nha. Hiện tại là hai bầy này mình dồn lại là hai bầy này là 13 con cho con này nuôi luôn nha các bạn. Còn con nái bên đây á thì móc không được thì mình đã bán nó rồi nha. Mình bán nó 6 triệu nha. Nãy lái mới vô bắt luôn. Đây là tiền mình bán con nái nè các bạn. Đây là 6 triệu mình bán con nái, mình ngâm sát trùng đó các bạn. Tại vì cái người mà mua heo á, người ta thường xuyên tiếp xúc với heo, là tiếp xúc với nhiều mầm bệnh, là tiền là vật trung gian để nó lây bệnh cho chuồng mình. Khi mà mình nhận tiền mình đếm xong, mình phải ngâm sát trùng và mình rửa tay lại, nó mới đảm bảo cái phòng dịch an toàn cho cái chuồng mình nha các bạn. Đây là buổi chiều nè. Đây buổi chiều ngày 21 nè. Cái con này á là nó đẻ được 6 con sống và 2 con ngợp là 8 con, 2 con khô thai nữa là 11 con. Và còn trong bụng nó nữa là nó phải dao động là tầm 13 14 con nha các bạn. Cái bầy này nè. Còn bầy bên đây thì nó đẻ chỉ được 10 con thôi, nó đẻ 8 con sống và 2 con khô thai là nó chỉ 10 con thôi. Rồi bây giờ mình dồn lại, mình loại con này, tại vì nếu mà để con này vài ngày nữa nó sẽ sốt chết, mình nên bán trước. Rồi mấy bầy bên đây thì nó đã tập ăn cám rồi nè. Như bầy bên đây nó đã tập ăn cám được rồi nè. Bầy bên đây nó ăn cám mạnh luôn nè. Còn bầy bên đây nó ăn yếu. Còn các bạn muốn cho nó ăn cám nhanh á thì các bạn pha sữa cám với amốc cho mình á. Chứ mình á thì mình pha cám sữa amốc
giống như mình vậy đó, thì nó sẽ biết ăn nhanh và nó ăn được nhiều nha. Do hôm nay mình hết sữa, mình chưa để sữa nha, mình để cắm không cho nó vẫn ăn bình thường nha các bạn. Bầy này 16 ngày nè các bạn. Các bạn thấy heo 16 ngày nè. Hồi đêm hôm mình quay cho các bạn coi cái con vịt vực đó các bạn, là nó không hết các bạn ơi, nó chỉ giảm được ít thôi chứ nó không hết nha. Tại mai lại mình sẽ chích cho nó một mũi phà lo để chống coi vực nha, coi thử thì hết hay không nha. Ở đây sẵn đây thì mình quay cho các bạn xem một số con mà mới đẻ ra nó bị tiêu chảy nha. Nó chỉ bú sữa mẹ nó thôi mà nó vẫn tiêu chảy nha. Đây các bạn nhìn thấy phân nè, mình sẽ bắt lên một số con tiêu chảy cho các bạn xem nè. Các bạn thấy phân màu vàng dính lên người con này không? Cái con bò này nó tiêu chảy là mình làm dấu bình đút cho nó amốc rồi nè các bạn. Đây nó tiêu chảy nha các bạn. Những con heo này á các bạn là dùng thuốc trị tiêu chảy cho nó để cho nó hết tiêu chảy nha. Đây nó nằm nó chảy luôn nè, nó chỉ mới ngày đầu tiên thôi. Đây con này nè các bạn nhìn phân đít nữa nè, mấy con tiêu chảy nè, con bò bên đây nó cũng tiêu chảy nè. Các bạn phải đút amốc cho nó. Mấy con heo mà mới đẻ ra ngày đầu tiên á thì các bạn đút cho nó amốc cho nó là sáng trưa chiều nha, mỗi lần là 2 c nha các bạn, để cho heo nó đừng có tiêu chảy nha các bạn. Hôm nay là sáng ngày thứ hai nha các bạn. Buổi chiều hôm qua mình để cho nó một bịch sữa để mình tập cho nó uống sữa nha. Thì sáng hôm nay mình kiểm tra là nó còn bao nhiêu đây nha các bạn. Rồi một tí nữa mình sẽ để cho nó một bịch sữa nha, để mình tập uống cho nó ngày hết hôm nay nữa. Thì ngày mai mình sẽ bỏ cám tập ăn vô để cho nó ăn nha. Thì ngày hôm qua video mình nói 13 con thì sợ nó 14 con các bạn, mình nhớ lộn, mình nói số 13. Đây đàn heo của mình 14 con. Có một con này nó giật giật nữa các bạn. Hồi ngày đầu tiên á là nó giật là nó đi không được, nó bường tới không được, nó chỉ sụt càng sau thôi. Còn bây giờ là nó bường tới được nha. Con này khả năng là sống không cao đâu. Còn mấy bầy bên đây nè, to hết rồi. Bầy bên đây mình để cho hai đám cám mà nó ăn có xíu rồi bạn ơi. Còn bầy bên đây mình để 3-4 nấm, sáng nay đã ăn hết rồi nha. Bầy bên đây hôm qua 2 nấm còn 5 rưỡi, thì hôm nay thì nó còn chẳng hơn nửa nấm thôi.